Bộ phim 18 cộng được sản xuất năm 1991, xoay quanh một nữ thám tử điều tra về một bác học điên. Nhưng không may cô đã bị giết và rồi cô đã được chuyển thể vào một robot để có thể tiếp tục sống và điều tra về tên bác học điên rồ này. Bộ phim còn có những cảnh nóng bỏng được diễn xuất từ những diễn viên đến từ Nhật Bản cùng với diễn viên nữ Hồng Kông. Những cảnh khoe thân gợi cảm, cặp vú trắng sẽ làm cho khán giả phải thốt lên. Những mỹ nhân 1995 sao đẹp thế, trắng thế, nhìn ngon hơn cả bây giờ.